Các thủ Hải Phòng trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà đã rất nỗ lực. So với tầm vóc của các tiền đạo Việt Nam thì Đình Bảo là cầu thủ to khỏe. Đình Bảo là cầu thủ rất chịu khó va chạm hơn về đối phương. Và rồi sau nhiều nỗ lực, Đình Bảo đã ghi bàn. Khá hay của Lê Văn Thắng.